Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 26 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ kể về Sơ Marta Park, người nữ tu Hàn Quốc thay đổi bộ mặt của khu ổ chuột Bush Park ở Nepal. Sau cùng sẽ có một lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài chống các lạc giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Roma. trong những ngày này, khóa học thứ 30 về bí tích giải tội, cũng gọi là khóa học về tòa trong dành cho các linh mục và chúng sinh sắp thụ phong linh mục, đang tiến hành từ ngày 25 đến 29 tháng 3 tại trụ sở tòa ân giải tối cao ở Roma. Khóa học khai diễn chiều ngày 25 tháng 3 với bài thuyết trình mở đầu của Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh tòa ân giải tối cao, nói về đề tài, để đạt tới một nền môi sinh cho tâm hồn. Tiếp đến, Đức ông Christophe Nikien, người Ba Lan, phó chánh tòa, đã nói về tòa án lòng thương xót phục vụ đời sống giáo hội. Bài học thứ ba do Đức cha Juan Ignacio Arrieta, tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật và cũng là giáo luật gia của Tòa Ân Giải Tối Cao, trình bày về những hình phạt theo giáo luật, căn tính và những viễn tượng để đạt tới một nền mục vụ đúng đắn. Những điều bất hợp lệ và các ngăn trở cần được che giải tội và hối nhân chú ý. Trong số các bài thuyết trình vào những ngày sau của khóa học, có bài thuyết trình của cha Ambrosio Nguyễn Văn Sĩ, dòng Francisco, trưởng đoàn cách chế giải tội tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Rome, nói về các loại và hoàn cảnh đặc biệt của các hối nhân. Đặc biệt, chiều thứ Năm 28 tháng 3, giáo sư Francesco Borghini, bác sĩ phân tâm và tâm lý trị liệu, sẽ thuyết trình về nạn ấu dâm, lạm dụng tính dục thiếu niên từ 14-15 tuổi đến 17-19 tuổi, vấn đề đồng tính luyến ái và những tình trạng khác làm sao giúp đỡ những người này. Trưa thứ Sáu 29 tháng 3, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến và ban chiều lúc 5 giờ cùng ngày, họ sẽ dự buổi cử hành nghi thức thống hối do Đức Thánh Cha chủ sự tại Đền thờ Thánh Phaero và các linh mục học viên sẽ giải tội trong dịp này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, đức ông Nikiel Phó Tránh Tòa Ân Giải cho biết một điểm mới trong khóa học năm nay là sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vệ thành niên và nói chung là các vấn đề có liên quan đến xu hướng tính dục. Đức ông nói, tất cả chúng ta đều biết những lời Đức Thánh Cha Phan Cô, đặc biệt trong những tháng gần đây mạnh mẽ lên án mọi hình thức lạm dụng quyền bính, lương tâm và tính dục trong và ngoài giáo hội. Ngài đã nhiều lần chia sẻ đau khổ và cơ cực không thể chịu nổi mà những gương mù gương xấu này gây ra cho toàn thể giáo hội. Tòa ân giải muốn góp phần nhỏ bé của mình để ra những chỉ dẫn để có thái độ đúng đắn và đồng hành hiệu nghiệm từ phía các cha giải tội trong những gì có liên hệ tới sứ vụ đặc thù của các vị. Beirut, trong những ngày này từ 22 đến 26 tháng 3 này, 1.600 bạn trẻ Kitô Trung Đông đang tham dự cuộc gặp gỡ đầu tiên do Tu viện Đại kết Tayze tổ chức tại Beirut, thủ đô Liban. Tu viện Đại kết này được thành lập cách đây gần 80 năm tại làng Tayze bên Pháp và hiện có khoảng 100 tu huynh thuộc các hệ phái Kitô khác nhau. Việc tổ chức cuộc gặp gỡ này được tiến hành với sự công tác của Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông và các bạn trẻ tham dự đến từ nhiều nước trong vùng. Thầy Alois Lozer, công giáo, người Đức, tu viện trưởng Taiyê cho biết, từ 37 năm nay, thầy Rose, người sáng lập tu viện đại kết, cùng với nhiều tu huynh khác đã đến Liban để gặp gỡ các bạn trẻ. Nhưng đây là lần đầu tiên Đại hội giới trẻ Kitô Trung Đông được tổ chức tại Liban trong khuôn khổ cuộc lữ hành tín thác của tất cả các giáo hội Kitô tại nước này. Trong chương trình, hôm qua 25 tháng 3, cũng có một cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ Hồi giáo vì lễ truyền tin cũng được người Kitô và hồi giáo cùng mừng kính. Mẹ Maria tạo nên một mối liên kết chặt chẽ giữa các tín hữu thuộc hai tôn giáo. Ngày 25 tháng 3 cũng là quốc lễ của Liban. Roma tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ phân bộ Italia tố giác làn sóng bạo lực do những người chăn nuôi thuộc bộ tộc Fulani băng ở miền bắc Nigeria trong tháng 2 vừa qua đã làm cho 130 người thiệt mạng và 10.000 người phải tản cư. Ngoài ra có 150 gia cư bị phá hủy. Những người chăn súc vật thuộc bộ tộc Fulani này đa số là người theo hồi giáo có xu hướng cực đoan và họ thường tấn công những người làm nghề canh tác ở Bang Kaduna thuộc bộ tộc Adara thường là các tín hữu Kitô. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng 3 vừa qua, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Italia truyền đi thông tin của cha Joseph Patrick Fidelis thuộc giáo phận Maiduguri, bang tố giác rằng Nigeria hiện nay là quốc gia có nhiều hoạt động khủng bố nhất trên thế giới. Mới đây, cha Fidelis đã tham dự một cuộc gặp gỡ ở Roma do sáng kiến của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ với một số đại diện các đại sứ quán Âu Châu cạnh tòa thánh. Cha William Kaura Abba thuộc giáo phận Kaduna cho biết làn sóng giết người hiện nay ở bang này bắt đầu từ Chủ nhật mùng 10 tháng 2 khi những người Fulani chăn sóc súc vật giết hại 10 Kitô hữu, trong đó có một phụ nữ mang thai ở Ungwabade thuộc huyện Maro ở Kajuru. Nhóm người Fulani này tấn công nhà thương ở Kajuru đã thương nặng một em bé 5 tuổi. Thoạt đầu họ tìm cách giết em bằng súng, nhưng sau đó họ đã chém em bằng dao rựa. Nay em bị tê liệt. Em có hai người chị bị giết trong cuộc tấn công. Cha Abba tố giác rằng sự tàn ác của những người Fulani thật là kinh khủng và cha phê bình phản ứng thiếu hiệu quả của chính quyền địa phương trong việc chống lại tệ nạn này cả ông thống đốc bang Cardona lẫn chính quyền liên bang không có người nào đến viếng thăm các nạn nhân hoặc an ủi những người thân của những người bị thiệt mạng. Thực tế chỉ có các cộng đồng Kitô chăm sóc thuốc men cho những người bị thương. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, một cuộc tuần hành ôn hòa để phản đối những vụ giết hại trên đây đã được tổ chức tại thủ đô Abuja của Nigeria. Fatima, các hồng y Á Châu sẽ chủ sự các cuộc hành hương quốc tế tại đền thánh Đức Mẹ Fatima trong năm nay. Đức hồng y Antonio Marto, giám mục giáo phận Legia Fatima, loan báo cuộc hành hương quốc tế trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 tới đây tại Fatima sẽ do Đức hồng y Luis Tagle, tổng giám mục giáo phận Manila, Philippines chủ sự. Tiếp đến, cuộc hành hương quốc tế cuối của năm nay vào ngày 12 và 13 tháng 10 sẽ do Đức Hồng Y Andre Liêm Thù Chánh, Tổng giám mục giáo phận Hán Thành, Hàn Quốc, chủ sự. Quyết định trên đây của Ban Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Fatima được coi là một sự quan tâm đặc biệt tới giáo hội tại Á Châu. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto. vị thính giả, sáng hôm qua 25 tháng 3, lễ thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Francisco đã đến kính viếng đền thánh Đức Mẹ tại Loreto, miền trung Italia, và dâng lên Đức Mẹ tông huấn hậu thường hội đồng giám mục về giới trẻ nhóm tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái. Đức Thánh Cha ký và công bố phân kiện giáo huấn này và đồng thời mời gọi tăng cường hoạt động của trung tâm giới trẻ montessori tại đây, cũng như xin cách cha dòng cappuccino coi sóc nhà đức mẹ, kéo dài giờ mở cửa để đón tiếp các nhóm bạn trẻ đến phân định ơn gọi. Loreto có khoảng 13.000 dân cư, cách Roma gần 300 cây số về hướng đông bắc. 195 cây số nếu tính đường chim bay. Theo một lưu truyền cổ kính, ngày nay được chứng thực nhờ những nghiên cứu lịch sử và khảo cổ học, đền thánh Loreto bảo quản nhà đức mẹ ở Nazareth nơi ở trần thế của mẹ Maria tại Nazareth gồm có hai phần: từ một hang đá được khoét trong vách đá vẫn còn được tôn kính trong vương cung thánh đường truyền tin ở Nazareth và từ một phòng có tường ở phía trước gồm có ba vách đá để chặn cửa hang đá. Năm 1291, khi các thập tự quân bị trục xuất vĩnh viễn khỏi miền Palestine, các vách tường của nhà Đức Mẹ được các thiên thần mang đi, trước tiên đến Illyria ở Tessato, ngày nay là nước Croat, rồi sau đó mang tới Loreto ngày 10 tháng 12 năm 1294. Ngày nay, dựa vào các tài liệu, kết quả các cuộc khai quật khảo cổ ở Nazareth và ở bên dưới nhà thánh, và những nghiên cứu về ngữ học và ảnh tượng học, càng ngày người ta càng khẳng định giả thuyết. Theo đó, các viên đá của nhà thánh đã được chở bằng tàu tới Loreto, do sáng kiến của gia đình quý tộc Angeli cai trị tại Epiro. Thực vậy, một văn kiện hồi tháng 9 năm 1294 mới được tìm thấy gần đây chứng thực rằng Niceforo Angeli, vua nước Epiro, khi gã ái nữ Itama cho hoàng tử Filippo thành Taranto, là hoàng tử thứ tư của Carlos thứ hai Danjo, vua nước Napoli, đã chuyển cho ông một loạt các của hồi môn, trong đó có nói rõ ràng rằng các viên đá thánh được đưa từ nhà Đức Trinh nữ mẹ của chúng ta, mẹ Thiên Chúa. Các vị Giáo hoàng vẫn luôn quan tâm đặc biệt đến đền thánh Đức Mẹ Loreto và đặt đền thánh này trực thuộc các ngài, vì chính tại đó các mầu nhiệm thần linh được thể hiện. Lần viếng thăm chót của một vị Giáo hoàng tại Loreto là của Đức biển Đức 16 hồi năm 2012, ngài cũng đã đến đây 5 năm trước đó năm 2007. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đáp trực thăng từ Vatican đến trung tâm giới trẻ John Paulo II ở Montorso gần Loreto lúc 9 giờ sáng và được Đức Tổng giám mục Fabio Dancin của giám hạt Loreto cùng với chính quyền dân sự đón tiếp. Rồi Ngài dùng xe tới đền thánh để cử hành thánh lễ riêng lúc 9 giờ 45 phút trong nhà thánh, nhà của Đức Mẹ Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ hai cử hành thánh lễ tại căn nhà thánh bé nhỏ này, tức là từ sau Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX cách đây một thế kỷ rưỡi. Nhà nguyện, nhà Đức Mẹ nhỏ hẹp, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ một mình trước sự hiện diện của Đức Tổng Giáo Mục Dan Chin Sở tại và trong số các tín hữu hiện diện có bốn bạn trẻ và một cặp đính hôn tượng trưng cho các công dân tương lai các gia đình tương lai. Trong đền thánh cũng có nhiều tín hữu khác tham dự thánh lễ qua màn hình và loa phóng thanh. Sau khi ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha đã dâng tặng Đức Mẹ đóa hoa hồng vàng như Ngài đã làm nhiều lần khi kính viếng các đền thánh Đức Mẹ. Và Ngài ký tông huấn đúc kết những thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục về chủ đề Người trẻ đức tin và sự phân định ơn gọi tiến hành từ ngày mùng 3 đến 28 tháng 10 năm ngoái. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào thăm hơn 20 cha dòng Cappuccino phục vụ tại Đền Thánh cộng đoàn dòng tại đây trực thuộc về trên tổng quyền và gồm các tu sĩ từ 8 tỉnh dòng được gửi tới, trong đó có 4 tỉnh Italia. Đức Thánh Cha cũng thăm hỏi hàng chục bệnh nhân ngồi trên ghế lăn, rồi tiến ra tiền đường của Đền Thánh để chào thăm các tín hữu và chủ sự kinh truyền tin với mọi người. Quảng trường đông chật với hơn 8.500 người trong đó có 800 bạn trẻ thuộc tổ chức Unitansi chuyên giúp đỡ các bệnh nhân hành hương tại Lộ Đức và các trung tâm thánh mẫu khác. Lên tiếng trong dịp này sau khi chào thăm chính quyền, Đức Tổng giám mục Fabio Dancin, đặc ủy của Tòa Thánh phụ trách Đền Thánh Đức Mẹ Lorento và đông đảo các tín hữu, Đức Thánh Cha nói, La Casa Santa Casa y la Casa dei Giovani perché qui Vergine Maria, la giovane, piena di grazia, continua a parlare alle nuove generazioni, accompagnando ciascuno nella ricerca della propria vocazione. Bao nhiêu người từ Italia và các nơi trên thế giới đến ốc đảo thinh lặng và đạo đức này để kính múc sức mạnh và hy vọng. Tôi đặc biệt nghĩ đến các bạn trẻ, các gia đình và các bệnh nhân. Nhà thánh là nhà của những người trẻ, vì Đức Trinh Nữ Maria, thiếu nữ đầy ân sủng, tiếp tục nói với các thế hệ trẻ, đồng hành với mỗi người trong việc tìm kiếm ơn gọi của họ. Vì thế, tôi đã muốn ký tông huấn đúc kết thành quả của Thương hội đồng Giám mục về giới trẻ, tông huấn mang tựa đề Christus Vivi, Chúa Kitô Sống. Trong biến cố truyền tin, ta thấy rõ năng động của ơn gọi được biểu lộ qua ba giai đoạn như Thượng hội đồng giám mục đã nêu rõ. Thứ nhất là lắng nghe lời Chúa, dự phóng của Thiên Chúa. Thứ hai là phân định và thứ ba là quyết định. Giai đoạn đầu tiên, lắng nghe được biểu lộ qua những lời này của Thiên thần. Hỡi Maria, đừng sợ. Bà sẽ thụ thai và sinh một con trai và sẽ gọi người là Jesus. Chính Thiên Chúa là đấng luôn luôn có sáng kiến gọi con người đi theo Ngài. Lời mời gọi hãy tin tưởng và thực hiện một hành trình đời sống Kitô phù hợp với niềm tin hoặc đời sống thánh hiến đặc biệt, chính là một sự đột nhập âm thầm nhưng mạnh mẽ của Thiên Chúa vào đời sống của một người trẻ để ban tặng cho họ tình yêu của người. Cần chuẩn bị và sẵn sàng lắng nghe, đón nhận tiếng Chúa, tiếng mà chúng ta không nhận thấy giữa những ồn ào huyên náo và trong những dao động dự phóng của Thiên Chúa về đời sống bản thân và xã hội của chúng ta không phải là điều ta nhận thấy được khi ở trên mặt hời hợt, nhưng phải đi xuống mức độ sâu hơn, nơi mà những sức mạnh luân lý và tâm linh tác động. Chính tại đó, mẹ Maria mời gọi các bạn trẻ hãy đi xuống và hòa hợp với tác động của Thiên Chúa. Giai đoạn tiêu biểu thứ hai trong mỗi ơn gọi là sự phân định, được diễn tả qua những lời của mẹ Maria. Làm sao điều ấy xảy ra được? Mẹ Maria không nghi ngờ, câu hỏi của mẹ không phải là một sự thiếu đức tin. Trái lại, câu ấy biểu lộ chính ước muốn của mẹ mong khám phá những ngạc nhiên của Thiên Chúa. Nơi mẹ có sự quan tâm đón nhận tất cả những đòi hỏi trong dự phóng của Thiên Chúa về đời sống của mẹ, mong được biết dự phóng ấy qua những sắc thái khác nhau, để làm cho sự cộng tác có tinh thần trách nhiệm và trọn vẹn hơn đó chính là thái độ của môn đệ mỗi sự cộng tác của con người với sáng kiến nhưng không của thiên chúa phải soi sáng để đào sâu những khả thể và năng khiếu của mình với ý thức rằng thiên chúa vẫn luôn là vị trao ban và hành động như thế cả sự nghèo nàn và bé nhỏ của những người mà chúa gọi theo ngài trên con đường phúc âm

xin xảy ra cho tôi theo lời sứ thần. Lời thưa xin vâng của mẹ đối với dự phóng cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện qua sự nhập thể là sự phó dâng cho Chúa chọn cuộc sống của mẹ. Đó là lời thưa xin vâng đầy tín thác và sẵn sàng tuân phục thánh ý Chúa. Mẹ Maria là mẫu gương của mỗi ơn gọi và soi sáng cho mọi việc mục vụ ơn gọi. Những người trẻ đang tìm kiếm hoặc tự hỏi về tương lai của mình có thể tìm thấy nơi mẹ Maria là đấng giúp đỡ họ phân định dự phóng của Thiên Chúa dành cho họ và sức mạnh để đón nhận dự phóng ấy. Đức Thánh Cha bộc lộ rằng, tôi nghĩ đến Loreto như một nơi ưu tiên, nơi mà người trẻ có thể đến để tìm kiếm ơn gọi của họ. Nơi trường của mẹ Maria đây là một cuộc trụ tinh thần phục vụ việc mục vụ ân gọi. Vì thế, tôi cầu mong rằng trung tâm John Paulo II ở đây được tái đẩy mạnh để phục vụ giáo hội tại Italia và trên bình diện quốc tế. Tiếp tục những chỉ dẫn do Thượng hội đồng giáo mục đề ra. Đây là một nơi mà các bạn trẻ và các nhà giáo dục có thể cảm thấy được đón tiếp, đồng hành và giúp phân định. Vì thế, Tôi cũng nồng nhiệt xin các cha dòng Cappuccino phục vụ tại đây kéo dài giờ mở cửa Vương Cung Thánh Đường và Nhà Thánh vào chiều tối và bắt đầu ban đêm khi có những nhóm bạn trẻ đến cầu nguyện và phân định ơn gọi của họ. Đối với giáo hội tại Italia, Đền Thánh Loreto nhờ vị trí địa lý ở giữa bán đảo Italia sẵn sàng trở thành nơi được đề nghị cho các cuộc gặp gỡ thế giới dành cho giới trẻ và các gia đình. Thực vậy, đáp ứng sự hăng hái chuẩn bị và cử hành các biến cố này cần có việc thực hiện mục vụ giúp hình thành cụ thể nội dung phong phú qua những đề nghị đào sâu, cầu nguyện và chia sẻ. Đức Thanh Trà cũng nhận xét rằng nhà mẹ Maria cũng là nhà của gia đình. Trong tình trạng khó khăn của thế giới ngày nay, gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ có một tầm quan trọng và sứ mạng rất quan trọng, cần tái khám phá kế hoạch do Thiên Chúa đề ra cho gia đình để tái khẳng định sự cao cả và không thể thay thế được của gia đình trong việc phục vụ sự sống và xã hội. Trong nhà Nazareth, mẹ Maria đã sống các tương quan gia đình trong tư cách là người con, là người đính hôn, là hôn thê và là mẹ vì thế mỗi gia đình trong các thành phần khác nhau đều tìm thấy nơi đây sự đón tiếp, sự soi sáng để sống căn tính của mình. Kinh nghiệm của mẹ Maria trong gia đình cho thấy gia đình và người trẻ không thể là hai lãnh vực song song trong việc mục vụ các cộng đoàn của chúng ta, nhưng phải đồng hành liên kết chặt chẽ với nhau. Vì rất nhiều khi người trẻ là những gì mà gia đình đã làm cho họ trong thời kỳ tăng trưởng, Viễn tượng này tạo nên một việc mục vụ ơn gọi, quan tâm biểu lộ khuôn mặt của Chúa Giêsu qua nhiều khía cạnh khác nhau, như vị thượng tế, như hôn phu, như mục tử. Tất cả các khía cạnh ấy đều liên kết với nhau. Sau cùng, nhà mẹ Maria là nhà của các bệnh nhân. Nơi đây, bao nhiêu người đau khổ trong thân xác và tinh thần được đón tiếp, và mẹ mang lại cho tất cả mọi người lòng thương xót của Chúa từ đời này đến đời kia. Bệnh tật làm thương tổn gia đình và các bệnh nhân phải được đón tiếp trong gia đình. Nhà và gia đình là sự săn sóc đầu tiên dành cho bệnh nhân qua sự yêu thương, nâng đỡ, khuyến khích và chăm sóc họ. Chính vì thế, thánh điện nhà thánh là biểu tượng của mỗi gia đình đón tiếp và đền thánh của các bệnh nhân. Từ nơi đây, tôi gửi đến tất cả các bệnh nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới lòng quý mến, và nói với họ rằng anh chị em ở nơi trung tâm hoạt động của Chúa Kitô vì anh chị em chia sẻ và vác thánh giá một cách cụ thể nhất bước theo Chúa mỗi ngày đau khổ của anh chị em có thể trở thành một sự cộng tác quan trọng để nước Chúa hiển trị và Đức Thánh Cha kết luận rằng anh chị em thân mến Thiên Chúa qua Mẹ Maria ủy thác cho anh chị em và những người gắn bó với đền thánh này một sứ mạng trong thời đại ngày nay đó là mang tin mừng an bình và sự sống cho những người thời nay thường lơ đảng, bị những lo lắng trần tục thu hút hoặc bị chìm đắm trong sự khô cằn về tinh thần đang cần có những người đơn sơ và khôn ngoan khiêm tốn và can đảm thanh bần và quảng đại tóm lại là cần những người nơi trường học của mẹ Maria, không chút dè dặt đón nhận tin mừng trong cuộc sống của mình. Như thế, nhờ sự thánh thiện của dân chúa, từ nơi này tiếp tục lan tỏa tại Italia, Âu Châu và trên thế giới những chứng tá thánh thiện trong mọi bậc sống để canh tân giáo hội và làm cho xã hội sinh động nhờ men của nước Thiên Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh giúp đỡ tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ, tiến bước trên con đường hòa bình và huynh đệ dựa trên sự đón tiếp tha thứ tôn trọng tha nhân và trên tình yêu là sự hiến thân xin mẹ chúng ta là ngôi sao rạng ngời vui tươi và thanh thản ban cho các gia đình là những cung thánh của tình yêu phúc lành và niềm vui sống xin mẹ maria là nguồn mạch mọi an ủi phù giúp và an ủi những người đang sống trong thử thách

Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieri, et benedictus fructus ventris tuus Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. nunc et in hora mortis nostrae. E un caro fatto nest, data David il novis. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieri, et benedictus fructus ventris Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in no hora mortis nostre. Amo. Ora per noi, Santa dei Genitris, vi diciamo con l'usione bus Christi. Grazie a Tu, Anquessimus Domine, mentibus bus nostri sin funde, utti angeli annuncianti, Christi fili Tui, incarnazione coniubium, per passione meius et crucem, a e gloria perducam. preunde in Christum Dominum Nostrum. Amen. Requiem aeternam Domine eis Domine, et lux perpetua lucea teis. Requiescant in pace. Amen. Dominum hobiscum, et, et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum, et yes. sod yes. on in the seculo. Benedictio Dei omnipotentis, Pater, okay. et filius, et spiritus santo, descenda Amen. su de voi, maniat semper. Amen. 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 để tiếp tục chương trình mai châu xin kể về sơ mata người nữ tu hàn quốc thay đổi bộ mặt của khu phố ổ chuột bush park ở nepal Sơ Marta Park sáu 69 tuổi, là một nữ tu Hàn Quốc thuộc dòng Thánh Paulo Thành Sạc, thường được người dân Nepal gọi cách thân thương là Sơ Marta. Sơ đến khu ổ chuột Bus Park ở Pokhara, nước Nepal, từ năm 2009 và Sơ đã dấn thân thay đổi bộ mặt của nơi này. Sơ Marta mặc áo dòng màu xám đầu đội chiếc nón rộng vành để tránh hơi nóng của ánh mặt trời chói chang sơ đeo lủng lẳng trên lưng chiếc túi đựng ống nghe và máy đo huyết áp khi sơ đi dọc theo những con đường chặt hẹp của khu ổ chuột những người dân địa phương và trẻ đều chấp tay của họ và kính trọng chào sơ với lời chúc namaste bằng tiếng nepal khi sơ đi qua những con đường bùng đất lầy lội một phụ nữ cao niên tiến đến và xin sơ đo huyết áp cho bà một số người khác vây quanh sơ và kiên nhẫn chờ đợi sơ. Manu Nepali, một cư dân tại khu ổ chuột, cũng là giáo viên đầu tiên sơ mắc ta tuyển lựa để dạy học cho các trẻ em và đã cộng tác với sơ được 8 năm. Hiện đang theo học cử nhân về công tác xã hội. Kể rằng, sơ Mata ta đã thay đổi đáng kể bộ mặt của khu ổ chuột kể từ ngày đầu tiên sơ đặt chân đến nơi này. Trước khi sơ đến nơi này, Người dân sống trong khu ổ chuột không có điện nước, trẻ em không được đến trường và người dân không có điều kiện để được chăm sóc y tế sức khỏe. Một số người thì không có nhà cửa, nhưng với sự giúp đỡ của Sơ Mát Ta, tình hình đã thay đổi đáng kể. Hiện nay các em có thực phẩm dinh dưỡng và được điều trị bệnh tật cũng như được đi học. Những em nhà nghèo được nhận học bổng để tiếp tục công việc Sơ mắt đã kể lý do sơ đến truyền giáo tại Nepal. Các nữ tu dòng thánh Paulo ở Nam Hàn điều hành một bệnh viện lớn. Khi quyết định đến Nepal, một đất nước nghèo hơn, để mở các phòng khám nhỏ, các sơ đã giao bệnh viện đó lại cho Tổng giáo phận Seoul. Cha bề trên miền của dòng tên ở Nepal đã mời các sơ đến thành lập một bệnh xá ở Pokhara. Sơ nhớ lại, Ngày đầu tiên đến đây, sơ đã mang hộp sơ cứu và đồ đo huyết áp và đi khắp khu ổ chuột Bush Park. Những điều sơ chứng kiến đã khiến sơ bị sốc. Ở đó rất dơ bẩn, người dân không có nước sạch để uống và họ đang bị đói. Trong 6 tháng, sơ Macta và các sơ cùng dòng đã tổ chức những trại y tế kéo dài cả tuần cho dân cư ở khu ổ chuột Bush Park với sự giúp đỡ của 30 bác sĩ và trợ lý đến từ Học viện Y khoa của Hội người kiến tạo hòa bình của giáo phận Seoul. Sau tuần khám bệnh đó, Samatha đã đưa 50 người cần được chữa trị y khoa đến chi nhánh bệnh viện ở Pokhara để chữa trị các bệnh của họ. Một số người cần được mổ cườm mắt, một số khác cần chữa các bệnh về tai mũi họng và số khác nữa thì cần chữa phụ khoa sơ mắt ta nghĩ rằng mình không có thể giúp hết mọi người trong khu ổ chuột nhưng có lẽ sơ có thể giúp mỗi lần một gia đình có một phụ nữ người nepal được sơ mắt ta giúp đỡ bà có ba con gái và một con trai chồng bà đã bỏ rơi và sau khi bà sinh đứa con thứ tư sơ mắt ta đã giúp bà xây một căn nhà một ngày kia sơ không thấy đứa con gái lớn của bà ở nhà hỏi ra sơ mới hay rằng cô gái phải đi tìm nghề mại dâm ở một nhà chứa lân cận sơ Mạc ta đã yêu cầu người phụ nữ đó đưa con gái lớn về nhà và hứa giúp đỡ cho họ những điều họ cần cô gái đã trở về nhà và từ đó sơ mắt ta thường đến thăm gia đình này phụ nữ này nói rằng chính chúa đã đưa sơ ta đến với gia đình họ bà nói chúng tôi không biết chúa nhưng qua sơ mắt ta bây giờ chúng tôi biết người qua sơ Chúa chúc lành cho chúng tôi. Chúng tôi biết ơn Chúa đã cho chúng tôi ngôi nhà này. Sơ mắt ta nhận thấy các con của người phụ nữ cần những bữa ăn, cần tắm rửa thường xuyên và cần nơi an toàn để học hành. Vì thế, Sơ đã tập hợp các trẻ em của khu ổ chuột một lần một tuần và cho các em tắm rửa và cho các em ăn. Nhưng chẳng mấy chốc Sơ nhận ra rằng cho các em ăn một tuần một lần là không đủ vì thế vào năm 2011, Sơ và các nữ tu cùng dòng đã lập nhà hạnh phúc. nơi đây khi các em đi học về, thì các em được ăn uống, tắm rửa và học hành vào ban chiều. hiện nay có khoảng 120 em được chăm sóc tại nhà hạnh phúc. các tình nguyện viên Hàn Quốc dạy các em cách giữ vệ sinh sạch sẽ. Sơ Marta cũng quan tâm đến các phụ huynh. Sơ đã lập một trung tâm cắt may để cung cấp công việc làm cho phụ huynh. Sơ còn muốn phát triển chăm sóc sức khỏe tại khu ổ chuột. Bất cứ khi nào thấy ai cần chăm sóc sức khỏe, sơ đưa họ đến bệnh viện để chữa trị. Sơ hy vọng rằng sơ đang gieo vải những hạt giống và công việc của sơ sẽ được tiếp tục. Những người trẻ sẽ lãnh nhận những công việc này và phát triển nó, vì họ là những người sáng tạo và can đảm hơn. Trước khi kết thúc chương trình trong một lịch sử thành học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài chống các lạc giáo. Kính thưa quý vị thính giả, khi giới thiệu các tác giả hộ giáo, chúng tôi nhắc tới hai đối tượng chính mà các tác phẩm nhắm tới, đó là chính quyền Roma và giới sư thức Hy Lạp, với mục tiêu là đánh tan những thành kiến, những hiểu lầm đối với đạo Kitô. Ngoài ra, cũng cần thêm một mục tiêu thứ ba nữa của việc biện hộ cho đức tin, đó là chống lại các lạc giáo. Điều này trở nên quan trọng hơn nữa từ thế kỷ thứ ba. Trong giai đoạn đăng bản, nhân vật nổi bật nhất là Thánh Irenio, sinh khoảng năm 130 và qua đời khoảng năm 220. Hình như nguyên quán của ông là Smyrna và đã từng là mô đệ của Thánh giám mục Policarpo. Vào năm 177, người ta thấy ông xuất hiện tại Roma với tư cách là linh mục đại biểu của giáo đoàn Liên minh Pháp để can thiệp với giáo hoàng Eroterio trong việc hòa giải nhóm Montano. Khi trở về địa phận, vì giám mục Photinus chịu tự đạo nên ông được bầu lên kế vị. Ông lại có dịp liên lạc một lần nữa với giáo hoàng Victor để binh vực cho truyền thống đông phương trong việc gần để phục sinh, trùng với lễ vượt qua người Do Thái, thay vì vào Chủ nhật. Không ai biết gì hơn về hoạt động của ông và cái chết của ông. Mà các thế kỷ sau mới nảy ra truyền thống là ông chủ tử đạo dưới thời hoàng đế Septimus Severus khoảng năm 202. Hai tác phẩm quan trọng nhất ông để lại là chống lại các lạc giáo, Adversus Heresis, nguyên gốc bằng tiếng Hy Lạp nhưng chỉ gọi lại bằng dịch Latin, và chứng minh lời giảng các thánh tông đồ, demonstratio Apostolic predicationis. Tuy mang tượng đề là chống lại các lạc giáo, nhưng tác phẩm nhắm tới ngộ giáo dưới nhiều hình thức khác nhau. Phần lớn các thông tin về ngộ giáo được cung cấp nhờ cuốn sách này. Tất cả trình bày đạo lý Kitô giáo dựa trên lời Chúa, giáo huấn của giáo hội. Đức tin của giáo hội được truyền lại cho chúng ta nhờ các thánh tông đồ và những kẻ kế vị chứ không phải là qua các bí truyền theo như chủ trương của nhóm ngộ giáo. Tác phẩm thứ hai đã bị thất lạc một thời gian lâu dài và mới được tìm thấy vào đầu thế kỷ thứ 20 qua một bản dịch tiếng Armeni. Tác giả trình bày các chân lý chính yếu của Kitô giáo dựa theo ba phần chính của kinh tinh kính liên quan tới công trình của ba ngôi trong khung cảnh lịch sử cứu độ. Thực ra thì việc xếp thánh Irenio và hàng ngũ các nhà hộ giáo không được chính xác cho lắm đúng ra ngài là chứng nhân của truyền thống các thánh tông đồ như vậy phần nào kế thừa các tông phụ tuy ngài không chỉ lặp lại đạo đi một cách máy móc nhưng tìm cách diễn đạt một cách rành mạch sáng sủa ngài được ban tặng biệt hiệu là cha đẻ của tín lý của công giáo tuy ngài không thích những kiểu suy tư trừu tượng Những đóng góp quan trọng nhất của thánh Irenio cho thần học công giáo có thể kể ra như thế này về thiên chúa tam vị ngài chưa sử dụng các thuật ngữ ba hoặc ngôi vị. Nhưng mà đã giả thích tác động của Thiên Chúa ngay từ trong cử ước, trong khung cảnh lịch sử cứu độ. Tác giả dùng một hình ảnh rất là thân mật. Chúa cha tác động nhờ hai cánh tay là con và thanh linh. Với Đức Kitô tác giả đề cao vai trò là quy tụ và làm đầu muôn vật, đề tài được Thánh Phaolô nói tới. Nếu Đức Kitô muôn vật được tái tạo, nhân loại đã khôi phục hình ảnh Thiên Chúa đã bị mất do tội nguyên tổ. Đức Maria là bà Eva mới, mẹ của nhân loại được tái tạo. Về hội thánh, Irino nhấn mạnh tới sự duy trì truyền thống các tông đồ nhờ các giám mục, chứ không phải do những bí truyền như nhóm nghị trị giáo vẫn định ngộ giáo râu rào. Dấu hiệu của sự lưu truyền là bảo đảm cách riêng nhờ giám mục Roma kế vị hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu thực sự hiện diện và thông chia sự phục sinh cho những ai lãnh nhận chống lại phải ngộ giáo sinh chê thân xác. Thầy Irenio nhấn mạnh đến sự cao trọng của thân xác, đã được lời thiên chúa kết hiệp, đã được phục sinh. Từ đó, ơn cứu chủ con người bao gồm cả linh hồn và thân xác. Kết luận về các nhà hộ giáo Chúng ta đã tìm hiểu các nhà hộ giáo của Kỳ Tô giáo ở thế kỷ thứ hai. Chúng ta biết rằng các tác phẩm của các tông phụ được giới hạn trong lãnh vực nội bộ để nuôi dưỡng đức tin các tín hữu. Còn các nhà hộ giáo muốn trình bày Kitô giáo cho người ngoài, hoặc để đến ta những hiểu lầm do vu khống, hoặc để trình bày nét đẹp của đức tin. Hỏi, các tác phẩm này có đạt được mục tiêu hay không? Phải tránh này cầm quyền Roma đã bãi bỏ luật bách hại Kitô giáo nhờ đọc các bản điều trần của các nhà hội giáo? Thật khó mà nói được. Phải chăng những người vu khống các cái di nữ đã mở mắt ra sự thật nhờ các tác phẩm hội giáo? cũng thật là khó để trả lời. chắc hẳn lời bảo vệ hùng hồn nhất cho Kitô giáo là nếp sống đạo đức, thậm chí đến mức độ anh hùng của các tín nhân đức tin đến nỗi sẵn sàng chết cho chân lý. dù sao đi nữa, các tác phẩm hộ giáo cũng đã góp phần không nhỏ vào việc loan báo tin mừng và làm chứng cho đức tin. nói theo ngôn ngữ thời này, các nhà hộ giáo đã góp phần vào việc đối thoại văn hóa khi họ cố gắng tìm cách sử dụng các ngôn ngữ văn hóa để trình bày đạo lý Kitô giáo cách riêng họ đã cố gắng khám phá nơi triết học Khi Lạp những điểm tích cực để dẫn đưa vào đức tin, chẳng hạn như sự hiện hữu của một thiên chúa, tiếng nói của lương tâm, các nhân đức, giá trị của tự do. Các nhà hội giáo đã khởi đầu cho việc nói về Chúa bằng ngôn ngữ thời đại và công tác sẽ còn được tiếp nối nơi các thế hệ theo sau. Dù sao, trí tưởng đến thêm ba điều nhận xét. Một, có những nhà hội giáo không nhìn nhận bất cứ giá trị nào trong triết học Khi Lạp chẳng hạn như là các ông Tassiano Tattudiano, và đôi khi họ còn cho rằng triết học là đầu mối sinh ra các lạc giáo. Điều thứ hai, khi đối thoại với triết học, các nhà hộ giáo đã ít sử dụng kinh thánh. Điều này cũng dễ hiểu, nhưng mà về lâu về dài, họ bị tố cáo là thu gom kỳ tô giáo thành một thứ triết học vừa tầm của lý trí. Vì thế, ông Adam Harnack tố cáo các nhà hộ giáo bắt đầu tiến trình hy lạp hóa kỳ tô giáo và điều này sẽ còn diễn ra nhiều lần trong lịch sử của xã hội. Thứ ba, chúng ta phân biệt các nhà hội giáo thành hai nhóm dựa theo ngôn ngữ, Hy Lạp và Latin. Đằng sau tiêu chuẩn ngôn ngữ cũng có vấn đề văn hóa. Nhóm Hy Lạp quan tâm tới vấn đề triết học và điểm quy chiếu là ông Plato Còn nhóm Latin chú trọng đến các vấn đề luân lý và luật pháp với điểm quy chiếu là Phaistoa. Nhóm Hy Lạp muốn nhấn mạnh, nhưng nhấn mạnh tới đức tin như là hiểu biết, gnosis. Còn nhóm Latin nhấn mạnh đức tin như là hành động. Sự khác biệt này sẽ còn nổi bật hơn nữa trong các giai đoạn kế tiếp. Đến đây, chúng ta kết thúc các tác giả hộ giáo của thế kỷ thứ hai. Bước sang thế kỷ thứ ba, một hướng mới được mở ra cho thần học kỳ tô giáo, được tên là buổi bình minh của thần học. Tại sao dám nói như vậy? Các tác phẩm ra đời vào cuối thế kỷ thứ nhất và đầu thế kỷ thứ hai là các thông phụ mang tính cách khuyên dự, hướng tới các phần tử trong nội bộ giáo hội. Có các tác phẩm hội giáo thế kỷ thứ hai và thứ ba nhằm trình bày đạo Kitô cho nhà cầm quyền và giới chức ngoại giáo. Còn thế kỷ thứ ba cũng đánh dấu một trận mới đặt tên là bình minh của thân học bởi vì các giáo hội các giáo phụ bắt đầu sử dụng các phạm chủ triết học đương thời để đào sâu sự hiểu biết về đức tin chủ hướng này nổi bật nhất ở nơi trường phái Alexandria bên Ai Cập. Ở đây, trường phái có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, theo nghĩa đen, đó là một cái trường cao đẳng để huấn luyện các giáo đi viên. Thứ hai, theo nghĩa bóng, là một trường phái tư tưởng, bao gồm một phương pháp chú giải kinh thánh và nghiên cứu thần học. Vào thế kỷ thứ ba, trường phái Alexandria đã nổi tiếng nhờ các ông Clemente và nhất là Origen. Mãi về sau mới tới trường Antiochia, còn ở bên tây phương ra như không có trường phái nào đáng kể chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt toàn ban việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới laudetur jesus christus ngợi khen chúa giêsu kitô